Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình Hành Trình Đỏ lần thứ 8. Đã có hơn 500 người đăng ký hiến máu và ban tổ chức dự kiến thu khoảng trên 300 đơn vị máu. Trong lễ phát động chương trình Hành Trình Đỏ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức trao 19 bằng khen cho các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động vận động hiến máu tình nguyện tại tỉnh Điện Biên.